Con Kubota DC60 các bạn. Con này đầu đời lắm à. Đời đầu ra các bạn ơi, cái cách của hãng Kubota ra đời là nó là cái chiếc nhất các bạn. Chạy nhanh quá nè. Cặp máy máy giường nè bạn. Quá nhanh các bạn, cái gì cũng nhanh lắm mà. Ở trong kéo lúa rồi về chậm rồi. Rồi mình sẽ lên cái máy Kubota 60 mình quay cho các bạn xem nha. Rồi bị gì vậy? Tuột nhông hay gì? Đây ngôi mộ giữa ruộng luôn, mộ lâu đời lắm các bạn. Rồi mình tới mình coi mấy coi bị gì nha bạn. Bị gì vậy chú? Bể đạn hả? Quá chạy mà mấy chạy nhanh hơn 105 bánh nữa kìa. Lâu lắm rồi mới gặp lại mấy này. Bể đạn. Xây cho nó vô. Mới ra Kubota mới ra. Mà chiếc này 60 vậy còn lắm. Này có độ gì lên chưa ta? Yeah. Ngủ máy nó hồi nào vậy? Thank you.
Hàm này 2 mét không ta? Cỡ 1m6-1m7 à. Lại chưa không? À, chưa qua tới đâu. Nó đâu về bãi nào? Nó dậu đây mà. Sát không có ai á, không? Mua mẹ hai cái đi, xài mẹ nó hết luôn, hai cái đi, cái máy đi. Đóng ra. Để mấy cổ cứ chạy vòng vòng qua đây. Má vô dầu lắm cái gì á. Lấy lúa anh luôn á. Mua hai cái đi, người ta nhảy cái đi. Còn một cái để đó. Đi lấy hai cái phe.